Đấy, lại còn lấy cả bột canh mì tôm như thế nào này. Thì ăn mì tôm thì chẳng lấy là bột canh, tới chiều là còn đi ăn xoài. Lại đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm à? Không. Nhanh lên, dọn nhanh để ra rửa đi. Rồi, cháu khắc rửa, chú cứ đi làm đi. Ra trông xe, nó xích xe mới lại. Toàn mắm tôm thì rửa đi thôi, chứ rồi. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Tao cũng thấy. Em thấy. Thì ai bỏ được? Ai bỏ được? Không biết. Không, bỏ ra. Giả thôi. Không. Anh đi vào lấy cần đi để em đưa công tiền cho. Cái này em thấy trước mà. Tao thấy trước nha. Không. Anh mãi lái xe làm gì thấy tiền. Tao thấy, tao bỏ được. Bây giờ tao lấy được. Này. Nhưng mà cái gì 50-50. Không. Tao ở cổng nhà em. Cổng nhà mày, cái của nhà mày à? Chẳng của nhà em à. Mẹ em làm trời đấy. Mẹ em làm trời. Này. Này. Đọc xuống. Hả? Đọc xuống. Ủa, mẹ mày chẳng biết chữ mẹ. Đó, mẹ đâu? Đấy. 18. Đấy, 18.800. Trả ơi. Này, không phải vớ vẩn nhá. Này, ý phải chia đôi mọi người, một người. Chia đôi á? Ừ. Lấy cái kéo ra để cắt. Không. Không, này. Trả nơi. Giả cái gì? Tao nhặt được. Mày nhìn thấy, mày ra ngân hàng em. Em cũng chạm vào một cái trong anh mới giận với em nhé. Mày chạm vào bấy với mày sờ đấy nhá. Bây giờ mày ra ngân hàng em mày nhìn thấy tiền có phải là của mày không? Vào mà lấy. Thế bây giờ phải cầm được trong tay này. Nhưng mà tiền là rơi, em cầm rơi. Tiền rơi. Một đồng mẹ em làm rơi, một đồng mẹ em làm rơi. Chia đôi này mỗi người một cái. Đây cho mẹ tiền này. Số hưởng. Bây giờ. Đưa đây. Không. À, bây giờ tao tính thế này nhá. Thế thôi, anh ở nhà đi, em đi xe của em. Không. Chẳng cho anh đi xe nữa. Tao tính thế này, bây giờ bỏ tiền này ra đi, anh em mình ra nhà hàng mình làm bữa đi. Này, tiền này mình ra nhà hàng thì cứ này, tao ở mày... nhà mua ở nhà ăn được ối ấy. Tao mày ăn tiệc này còn thừa hẳn để đi chơi ấy nhá. Thế thì đưa một đồng đấy đã. Không, để đi ăn với đi chơi. Không, thì cứ đưa một đồng đấy đã. Đưa một đồng cái gì? Mua một đồng này em bảo anh ăn. Cái gì? Mày bảo tao ăn á? Không được, nhớ đâu mày ra đấy mày vào mày lại cho tao ăn mỗi đĩa đậu phụ đến nào thì có thôi. Không được, bây giờ ra đấy thêm lạc nữa đấy. Thế thì hết bao nhiêu? 5.000 à? 5.000. Thế bây giờ thế này nhá, bây giờ đi, bây giờ đi ăn nổng này ngoài đấy nhá. Này, mực này. Không, đưa đây, đưa 500 để em đi mua gà. Không. Sao đây, này, đây là của tao. Của thế em thì không à? Đi thì kiến không à? Ở nhà có đi không? Cái này của em mà. Thì có đi không? Tôi em một đồng trong còn đồng đi cầu. Không. Thế mày có đi không? Bây giờ tiền là tiền tao nhặt được tất, tao cho đi ăn để lại còn đưa một đồng. Ờ thì đi ăn. Đi. Rồi. Nhưng mà tí nữa là thừa là chia đôi đấy. Ờ, thừa chia đôi. Rồi thấy ăn rồi còn hốc được còn một tiền nữa. Này, khôn như mày á, bọn nó bắt hết, nhốt hết, giả cầy hết rồi. Nhưng mà em là chó à, mà nhốt hết mấy cả câu. Giả cầy. Có.
Có món gì ngon hôm nay, có món gì ngon đây này? Đây, xem cái này. Menu. Cái rồng này. Làm gì có thịt rồng? Nào. Phải lắng. Đấy, mày có nghĩ ngay mày lại chọn mấy cái món rẻ rẻ để mày để mày bớt tiền mà. Chọn món đá bảo. Đá. Ừ. Vâng, cứ để em chọn. Ấy, lẩu đúng mẻ đây, mày thích ăn mẻ không? Lẩu trâu gì? Ok. Lẩu. Đấy, ai đã à? Ui. Anh mà ngồi lên thì thôi xong cái xe luôn. Con khói lớn đây. Lẩu trâu nhá. Thịt lợn mán. Lẩu trâu này, thịt lợn mán này. Cứ lẩu thập cẩm luôn đi nhỉ. Cả trâu cả thập cẩm. Rồi mày gọi thêm món gì nữa? À, cho em đĩa đậu. Có ăn đậu. Mực sao chấm mực ạ? Mực có mực không anh? Hôm nay có mực không? Ngay hết mực cả. Hết mực à? Thế thì đấy mày gọi đi. Thế có được. Món gì chấm mô tả đó? Không được gọi mấy cái món rẻ rẻ nhá. Còn món gọi món đắt à? Món... Số gì anh ấy? Ui. Đây. Tất đây á? Bánh. Tất đây á? Mày gọi tất chỗ này thế này thôi á? Ừ. Gọi thêm. Hôm nay phải ăn toàn đồ ngon toàn đấy chứ. Mình thế gọi thêm đi hết bao nhiêu tiền? Em không biết bao nhiêu đâu. Anh ơi. Ôi. Cho em đĩa trâu luộc cả con. À, cái gì nhỉ? Cả mù tạng nữa. À đấy, chết vào lấy mù tạng. Anh chết vào đi. Trời, ăn luôn thế này thì bọn mày ăn đi. Trời, mày cũng này. Đấy, rượu nữa. Mày uống nước gì? Nước coca. Tao bảo tao gọi mấy món này. Lấy cả mù tạng nghe nhé. Ăn thế này không gọi trâu để rồi cắt thể loại trâu đấy thú rừng ra ăn đi. Hôm nay anh em mình ăn hết triệu thì tao còn 100 triệu 1 ăn tiền. Ăn tiền luôn đấy. Ăn 1 triệu để lấy 100 nghìn. Hả? Lấy đi em một tạc nhé. Cái đâu rồi? À đấy, chén dần đi đã. Hết rồi à? Không đủ ạ. Mãi nay anh em mình quyết định gọi là xóa, chả mấy khi nhặt được tiền. Nè, nhặt được cái gì đâu? À, mình mà có nợ ai hay là vay của ai ngày trước thì tôi tết nhặt được tiền giả nhá. À, như hôm nay nữa, nhặt được 1 triệu lắm, nhớ đâu. Cái bọn nó nhiều tiền được một tuổi nhiều, bọn nó rơi tiền nhiều lắm. Ờ, tao nhặt được 10 triệu thì sao? Trời chơi em nhặt được 20 nghìn. 20 nghìn bỏ. 100 nghìn làm như chó. Bao đệ nhặt được 100 nghìn. Nhìn thấy tiền rồi. Đấy, để kể cái câu chuyện đấy nhá. Anh em mình đang đi xe, hắn nhìn thấy tờ 100 nghìn đang lấp ló đằng góc rồi. À, có một ông đi qua, hắn nhìn thấy nhưng mà hắn chưa nhặt đâu. Đi qua phát lao vụ. Chả thế à? Thì nhớ đâu, mình nhặt người ta lại bảo là người ta làm giấy tiền thì sao? Nhìn thấy đâu rồi. Thì hôm nay thật thấy 1 triệu nó vụ nhanh thế. Hả? 1 triệu nó sẽ vứt nó mạnh quá. Bây giờ có anh được, có ai được. Mà anh vẫn nhanh hơn em đấy, vô được trước đây. Ôi giời, này tiền này, nó đi liền thì cũng ruột không vô nhanh nhìn vậy mất nhá. Đây uống đi, uống cho mày chết. Nào, 100 100 100 100 chơi không? Chơi luôn nào. Lâu thế nhỉ? Lúc nay tao gọi đồ là lâu lúc nào nhỉ?
giấu rồi. Rồi à? Xong rồi. Con chưa đem ra đi. Anh biết. Con còn món nữa. Từ từ thì tao đi xem đã nhá. Đó. Máu để gọi nó đồng đo rồi nha. Rồi lại chơi một thứ nước cho nhau. Bây giờ là kết cho nó ra lại. Bố vị trừ cho 50.000 nhanh lên. Ơi chẳng có 100.000. 100.000 thì cứ đưa đây đã. Đấy thậm chí nó trừ 50.000. Vẫn phải lấy hả? Ừ vẫn phải chưa đã đủ đâu. Thì ký sổ. Ký sổ không. Tí nữa ta giữ cả xe. Rửa xếp bát vào ra rửa đi. Cần nào bát vì rửa cho. Dọn hết vào xong ra bên kia rửa. Máu đại ca bảo em ở lại thanh toán mà. Bảo là máu đệ cầm tiền. Có tiền đâu. Đấy, xích xe có lại. Tiền đâu. Đấy lại còn lấy cả bột canh mì tôm như thế nào này. Thì ăn mì tôm thì chẳng lấy lại bột canh. Tới chiều là còn đi ăn xoài. Lại đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm à? Không. Nhanh lên dọn nhanh để ra rửa đi. Rồi cháu khắc rửa. Chú cứ đi làm đi. Ra trông xe nó xích xe bên này. Toàn mắm tôm thì rửa thì thôi chứ rồi. Hai lần bắt mình ở ngoài nhà hàng rửa bát rồi đấy. Nó còn là thịt bò gà trọ. Đây con nhìn đấy, rửa canh mẹ nữa. Bop, bop, bop.
mẹ. Sắp xong rồi sao ít bát thế này? Hả? Sắp xong rồi sao ít bát này? Mấy bát hả? Mấy cái, mấy gái mà sao vỡ, rửa bát nào vỡ hết này? Vỡ hết thế này là? Đâu, rửa cái nơi mà cũng phải rửa hết nữa đâu. Bây giờ mình thích về ra đây vào chỗ này cơ mà. Tại nó nặng quá, ai ở chú, chú cháu bê lấy chỗ nó to rồi. Vỡ hết cả bát rồi, rửa thế này làm sao mà rửa được. Thôi đi. Thôi đi về đi. Ok, đi để xe đây. Không để xe đâu. Đây, đi về đi, để xe đây. Thôi. Đi về. Nhưng mà giống ai lại có xe nữa. Để xe đây, bảo không bao. Đi về đi. Không, xe. Bảo thằng Mao đại ca ra đây chuộc. Nhanh đây. Bảo Mao đại ca ra đây giả tiền nữa. Nào cất xe vào trong này. Chiêu bảo Mao đại ca ra. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.